Rồi sáu biển tiếp tục làm dàn mới nữa các bạn ơi. Dàn này ra rồi tiếp tục tới dàn kia. Làm từ đây tới tháng 2, tháng 3 luôn á. Đang vô cái chỗ để đạp thắng với ba gia rồi nha các bạn. Dàn này chưa làm, làm trong vòng tuần lễ. Quay khơi khơi vậy. Hả? Điện đang chạy cái bông nha các bạn. Cho nên mấy tiện này là hết sảy luôn các bạn ơi. Nó ngay mà nó nhẹ, nó im á, nó không có giật. Tính trăm trăm luôn. Chạy cái bông im ru luôn các bạn ơi. Mét tư nha các bạn. Rồi bây giờ là vô bông, vô bông xong tới vô mui cái nữa là lật giặt cái gì chứ mau lắm các bạn ơi. Cái bông này 1m4 chứ 46 cây nha các bạn. Xài vẫn thưa như ngày xưa. Ngồi quýnh đắt cực kỳ đẹp luôn. Rồi vô bông rồi các bạn ơi, chuẩn bị làm mui. Dàn này dàn của anh Sưng nha các bạn. Anh Sưng mình nãy nói ở đâu mình quên rồi. Đây. Đây là đầu ba gia gác chân đồ nghe các bạn. Đây là ông Thánh phá hộp số. Ông nội. Quay cho ta hay trước ta chuẩn bị đồ nữa, rút keo rút tóc đồ. Vậy hút máu nữa ông Thợ ơi. Hút máu thôi à. Cái mui này là bên ông này chịu trách nhiệm phải không? Cái sườn là bên nào? Vậy hết mẹ dần tới rồi. Cái gì cũng đầy đầy không. Quay ra mà kỹ vậy. Rồi mới dạng con động cơ luôn các bạn ơi. Động cơ này chưa bung. Động cơ 60. Dàn lông thì nó hơi chống nước sơn chứ cái hơi, dàn hơi rồi đề dưới coi hơi lỗ mũi rồi chưa ra. Dàn hơi cũng dữ lắm. Dịnh điện không ăn, tắt nó vụt ra lắm đó Hưng à. Máy này 60 nhưng mà ông chủ không dám tắt điện 70 cho các bạn không. 60 trên đầu máy chắc đi ngọt luôn. Dàn lông 26 mà dàn hơi hơi cứng. Nóng quá nè. Dịnh đi. Được chưa? Dịnh đầu máy nè. Được chưa? Cái điện luôn ơi. Được chưa? Đó. Hơi được nha, hơi yên nha. Ủa, dịnh đầu máy.
kiếm gì vậy? Luộc tắt lại. Hai ta dính nó luôn như cày sấy sao không được. Ồ, không được rồi, tao phải ra tay chứ lo quay không được rồi. Nè, không ai dịnh máy gì hết. Rồi, nó làm lại cho. Tiếp không? Máy này nó không thay sang rồi. Này làm gì nó móc dữ vậy ta? Má con tài nó gãy nè. Để nghỉ cây đi để tao quay được kia ơi. Rồi. Má dần hơi kinh khừ luôn. Sao biển đưa cái tay vô cái quạt nhìn thấy ghê không các bạn?